Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị thân mến, nhiều thành phố rùng mình sau trận động đất tại Trung Quốc, nhiều tòa nhà ở tận Bắc Kinh, Thượng Hải cũng bị sụp đổ trong tích tắc. Theo cơ quan đo địa chất của Trung Quốc, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra ở phía tây nam của Trung Quốc. Các báo cáo cho thấy trận động đất này đã ảnh hưởng rất xấu đến người dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Cảm nhận được trận động đất, phóng viên của Tân Hoa Xã tại Thành Đô, Trùng Khánh cũng đã thông báo về trận động đất lớn xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút theo chiều từ Bắc vào Nam 5 ngày trước đó. Tâm chấn cách Thành Đô 9,2 km về phía Tây Bắc, hiện chưa có thông tin về mức độ thiệt hại sau trận động đất trên. Chúng tôi thấy sự rung chuyển liên tục trong 2 đến 3 phút, tất cả mọi người trong văn phòng đều vội vã lao xuống cầu thang. Chúng tôi vẫn khá sợ hãi, một nhân viên văn phòng tại Thành Đô của thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên cho biết. Tại một quận sầm uất ở Bắc Kinh, rất nhiều người đã vội vàng chạy ra khỏi các tòa nhà. Hệ thống tàu điện ngầm đã bị ảnh hưởng rất nặng nề. Mọi người la hét, ra sân ngay, ra ngay. Tất cả chúng tôi nhanh chóng ra khỏi phòng ký túc xá, một sinh viên đại học tại Trùng Khánh nói. Theo nguồn tin, chưa có ảnh hưởng lập tức nào tới dự án của đập Tam Hiệp. Cách Thành Đô không xa, chỉ vài km, một phát ngôn viên cơ quan động đất của Trung Quốc nói, đơn vị này vẫn đang kiểm tra tâm chấn và cường độ trận động đất trên. Cục Địa chấn học của Trung Quốc khẳng định rằng động đất xảy ra huyện Vân Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên với dân số 111.800 người. Huyện Vân Xuyên nằm ở phía đông châu tự trị A3, cách Thành Đô 146 km về phía Tây Bắc. Trong những ngày gần đây, động đất thường xảy ra thường xuyên ở Trung Quốc. Tỉnh Tân Cương đã xảy ra trận động đất mạnh 7,2 độ Richter. Huyện Măng Xuyên, châu tự trị dân tộc Tạng, dân tộc Hương A Bá và cách Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, khoảng 90 km về phía Tây Tây Bắc. Trận động đất này xảy ra vào lúc 6 giờ 28 phút chiều ngày thứ Bảy tuần trước. Cơn địa chấn có cường độ 7,8 độ Richter, theo Ủy ban Địa chấn Nhà nước của Trung Quốc. Còn theo cuộc khảo sát địa chất Hoa Kỳ, trận động đất này đã tác động đến nhiều khu vực cách xa tâm chấn như là Bắc Kinh, cách 1.500 km về phía Đông Bắc, Thượng Hải cách 1.700 km về phía Đông. Đây là trận động đất mạnh và thảm khốc nhất xảy ra tại Trung Quốc kể từ sau trận động đất Đường Sơn năm 1976, làm chết hơn 250.000 người. Và đây được xem là ngày kỳ diệu khi các nhân viên cứu hộ chỉ cứu sống được duy nhất 73 người bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Vì sau 100 giờ, cơ hội sống sót là rất hiếm. Sau trận động đất, chính phủ Trung Quốc đã quốc tang 3 ngày để tưởng niệm vong hồn những nạn nhân của trận động đất. Các nhân viên khi đi làm chỉ việc mặc hai màu trắng và đen, nam thì thắt cà vạt đen. Các hoạt động vui chơi giải trí bị cấm hoàn toàn. Các logo, các đài truyền hình trực thuộc của Trung Quốc chỉ có hai màu đen và trắng. Nhiều bà mẹ đã sinh trong và sau động đất đã đặt cho con những cái tên như Lý Trắng, Sinh Trắng và Trường Trinh. Thưa quý vị, tưởng chừng sau những ngày mưa lũ hoành hành, người dân ở các tỉnh tại Trung Quốc có thể ra ngoài trời để hít thở không khí, ngắm nhìn cây cối và bầu trời. Tuy nhiên, các thảm họa dường như chưa từ bỏ và luôn rình rập bám víu lấy người dân của đất nước Trung Quốc bằng mọi giá, trừng phạt khỏi bởi tai ương lạnh lùng. Sáng hôm qua, một đoạn clip của người dân quay lại một cảnh tượng kinh hoàng bất ngờ xảy ra trên một đoạn đường trung tâm thành phố Lục An, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Khi một hố tử thần bất ngờ xuất hiện sụp xuống và đã nuốt chửng khoảng 50 chiếc xe ô tô tại hiện trường. Những nguồn tin từ một giới chức địa phương xác nhận rằng vụ việc hy hữu xảy ra vào rạng sáng nay. Trích dẫn hình ảnh video camera an ninh được Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV chiếu lại cho thấy, một hố sâu khoảng 200m² có diện tích bằng mặt đường và khu nhà cao tầng xung quanh ven đường trên đại lộ Cao Vĩnh thuộc thành phố Lục An bất ngờ sụp xuống. Một tiếng vang chua chát được tạo ra khiến ai nấy cảm thấy rùng mình, với một khuôn khổ rất rộng và sâu đã nuốt chừng 3 tòa nhà cao tầng. Với hơn 100 chiếc ô tô đang đậu trên đường cùng nhiều cây cối, cột đèn đồng loạt rơi xuống hố tử thần. Theo người dân địa phương cho biết, trong 3 tòa nhà bị hố sâu nuốt chừng thì 2 tòa nhà không có người sinh sống. Một tòa nhà còn lại là nhà khách của Thành ủy thành phố Lục An dành cho các lãnh đạo trong tỉnh Sơn Đông dừng chân nghỉ ngơi khi đi công tác hội họp. Được biết, lúc xảy ra thảm họa, trong tòa nhà này có khoảng 50 người, cả khách trọ lẫn nhân viên phục vụ bên trong.
nhưng đến sáng nay, giới chức địa phương vẫn chưa xác nhận danh tính, cũng như không cung cấp bất cứ thông tin cụ thể nào về con số thương vong trong tòa nhà nêu trên. Họ chỉ cho biết khoảng chừng một cách chung chung. Theo lời của người dân địa phương thì các nạn nhân đa số là quan chức của nhà nước, nên các thông tin chi tiết liên quan đến vụ việc được chính quyền kiểm soát chặt chẽ. Được biết, thành phố Lục An với dân số 6,7 triệu người là một thành phố nằm ở phía tây của tỉnh An Huy, Trung Quốc. Vụ việc xảy ra quá bất ngờ và may mắn cho các tài xế và người dân trong khu vực rằng khi nó ập xuống vào lúc rạng sáng không có người qua lại. Nhận được thông tin khủng khiếp này thì sáng sớm hôm nay, tại hiện trường xảy ra thảm họa đã có rất nhiều phóng viên báo chí tới đây chụp hình và lấy thông tin. Có được hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy miệng hố tử thần rất rộng, khoảng 200m², nằm trên đại lộ Cao Vĩnh ở thành phố Lục An, tỉnh Sơn Đông. Trong khi đó, các nhân viên cứu hộ vẫn cố gắng trục vớt những chiếc ô tô rời hố sâu. Qua hình ảnh tại hiện trường chứng minh cho thấy, sức tàn phá của thiên nhiên thật đáng sợ và khó lường. Nó bất chợt đến và để lại một hậu quả thật kinh hãi. Theo các nhà địa chất cho hay, nguyên nhân ban đầu được cho là trời mưa kéo dài đã khiến phần đất đá ở dưới bề mặt hóa lỏng do ngập nước mưa nhiều ngày gây ra xói mòn phần đất trụ, cộng với sức nặng từ đoạn đường bê tông và các tòa nhà trên, nó đã khiến chúng bị lún sâu rồi sụp xuống, tạo ra một diện tích rộng như vậy. Nhà chức trách địa phương cho biết, mặc dù lực lượng cứu hộ đã được gửi đến hiện trường ngay sau khi vụ việc xảy ra để tìm kiếm nạn nhân, nhưng do khối lượng đất bùn và phần bê tông gạch từ các tòa nhà rất nhiều, gây ra nhiều khó khăn cho việc giải cứu và tìm kiếm nạn nhân lúc này. Quá trình địa chất diễn ra thật khủng khiếp, ước tính có rất nhiều nạn nhân bị hút vào lòng đất. Thậm chí, những người xấu số này đã cố gắng bơi trong đống bùn nhão, nhưng càng vùng vẫy bao nhiêu thì họ càng bị chìm nhanh và sâu hơn bấy nhiêu. Thật quá khủng khiếp, một cảnh tượng kỳ dị nhất mà tôi từng chứng kiến. Bên cạnh đó thì người xem có thể nghe thấy tiếng la hét trong đoạn video, trong khi đó mặt đất dưới chân họ vỡ thành từng mảng và bụi trắng không ngừng bốc lên. Trước những tranh luận sôi nổi của cư dân mạng thì các nhà nghiên cứu đưa ra câu trả lời, hiện tượng này là do quá trình hóa lỏng mặt đất, chúng xảy ra sau những trận động đất kết hợp với những ngày mưa to, khiến các tầng đất bị tác động bởi lượng lớn tới mức chuẩn bị vỡ ra, hòa cùng với nước và tạo thành lớp đất mềm như bùn lỏng. Được biết, tại nhiều khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa kép động đất mưa bão ở tỉnh này, mặt đất giờ đây nhìn giống như chất lỏng. Giới chuyên gia gọi đây là hiện tượng hóa lỏng xảy ra khi đất bị bão hòa bởi nước và chịu sức ép trên chuyển động đột ngột như rung chấn từ động đất. Theo giải thích, từ nền đất lúc này mất đi sức chịu lực và độ cứng thể hiện đặc tính giống như nước. Hiện tượng đất hóa bùn nhão có thể gây nguy hiểm trong những trận động đất. Xe hơi, mặt đường và thậm chí là các tòa nhà có thể bị hút xuống dưới lớp đất nền. Thật đáng sợ, một người dùng Twitter viết khi nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ và những ai xa chân vào đây sẽ không có cơ hội sống sót. Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa lý Trung Quốc xác nhận số người chết trong thảm họa kinh hoàng lần này lên đến hơn 1.400 người và dự kiến tiếp tục tăng khi nhiều người vẫn đang báo cáo những thân nhân của mình còn đang mất tích, theo Daily Mail. Cũng liên quan đến trận động đất thì tại tỉnh Thanh Hải gần đây ghi nhận xuất hiện nhiều trận động đất rất mạnh từ 6,9 đến 7,8 độ Richter, cùng với đó là hàng loạt những thiên tai cực đoan khác như mưa đá, lũ lụt. Liên quan đến thảm họa này thì một đoạn video khác đã ghi lại cảnh ô tô bị hất tung lên mái nhà. Nhà tôi bị cuốn đi cách xa vài mét nhưng còn nhà hàng xóm của tôi thậm chí còn nằm chồng lên mái nhà nhau. Giao Liên, 31 tuổi, nói tại nơi xảy ra vụ đất hóa bùn. Cũng trong hồi đầu tháng vừa qua tại tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc cũng hứng chịu những trận động đất mạnh cấp 7 và cũng gây nên hiện tượng hóa lỏng đất trên diện rộng. Biến nhiều nơi tại khu vực này thành những nơi nham nhở, lồi lõm với nhà cửa, đồ vật bị nuốt chửng nửa chừng. Trong những ngày qua, bão cát đã xảy ra tại khu vực Tây Bắc Trung Quốc gồm khu tự trị Tân Cương, khu tự trị Nội Mông, tỉnh Cam Túc và tỉnh Thanh Hải. Trong khi mưa lớn gây lở đất và lũ lụt tại khu tự trị Tây Tạng và tỉnh Hồ Nam, thiên tai đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân và sản xuất nông nghiệp. Tại Tân Cương, bão cát với sức gió 36m/giây đã làm cho 3 người chết và 1 người mất tích. Nhiều diện tích đất nông nghiệp và vườn nho, nguồn thu nhập chính của người dân tăng cường đã bị bão cát tàn phá, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 550 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 80 triệu đô la Mỹ. Bão cát cũng ảnh hưởng tới công tác cứu hộ và đời sống người dân vùng bị động đất ở Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải. Hàng trăm nhân viên cứu hộ bị ùn tắc tại sân bay thành phố Tây Ninh do bão cát, trong khi Ngọc Thụ lại bị mưa tuyết,
Tại Cam Túc thì bão cát làm sập 574 ngôi nhà và hư hỏng nặng 812 nhà khác, tầm nhìn tại nhiều khu vực chỉ còn 50m. Trận bão cát cuối tuần qua đã ảnh hưởng tới sinh hoạt của 6,7 triệu người dân và tàn phá khoảng 135 triệu hecta đất ở Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc và Nội Mông. Trong khi đó, các trận mưa lớn kéo dài ở Thanh Hải đã gây lở đất và trượt bùn, làm tắc nghẽn giao thông và cắt đứt thông tin liên lạc tại một số nơi. Tại tỉnh Hồ Nam, mưa lớn gây lũ lụt trên sông Tương Giang, làm cho một số người chết và gây đảo lộn cuộc sống của gần 1 triệu người. Nước sông đã tràn vào 304 thị trấn của 27 huyện trong tỉnh, đã khiến cho 4.600 ngôi nhà bị sập và gần 400.000 hecta hoa màu bị ngập nước. Thiệt hại kinh tế sau mưa lũ gây ra ước tính khoảng 446 triệu nhân dân tệ. Khủng hoảng điện ở Đông Bắc Trung Quốc trước mùa đông. Các nhà phân tích và thương mại ước tính mức sụt giảm 12% trong tiêu thụ điện công nghiệp vào quý tư do tình trạng khan hiếm than được dự báo trong mùa đông. Tại tỉnh Liêu Ninh, nền kinh tế lớn nhất trong vành đai rì xét của Trung Quốc gồm 3 tỉnh Hắc Long, Giang Cát Long và Liêu Ninh. Vào thứ Bảy vừa qua, chính quyền đã phát đi cảnh báo cấp 2 lần thứ 5 trong vòng 2 tuần về tình trạng thiếu điện. Lưu ý rằng mức thiếu hụt điện có thể lên tới gần 5 GW. Bất chấp nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm tăng cường nguồn cung than và quản lý lượng sử dụng điện, Liêu Ninh đã chịu ảnh hưởng nặng nề do tình trạng cắt điện diễn ra từ giữa tháng. Cảnh báo mức 2 được hiểu là mức thiếu hụt điện năng khoảng 10-20% so với tổng nhu cầu về điện. Sự phục hồi các hoạt động kinh tế trên toàn cầu khi các biện pháp hạn chế ngừa COVID-19 được dỡ bỏ dần đã bộc lộ tình trạng thiếu nhiên liệu phát điện ở Trung Quốc và nhiều nước, khiến nhiều ngành công nghiệp và chính quyền xáo trộn khi miền Bắc Trung Quốc bước vào mùa đông lạnh giá. Lượng thiếu điện lớn nhất có thể đạt 4,74 GW. Hôm thứ Hai đầu tuần này, một văn bản của cơ quan chức năng tỉnh Liêu Ninh cho biết đồng thời thông báo lệnh cắt giảm sử dụng điện được áp dụng từ 6 giờ sáng ngày thứ Hai theo giờ địa phương. Tỉnh Liêu Ninh đã phát động mức 2 liên tiếp trong 3 ngày vừa qua khi lượng điện thiếu hàng ngày đạt 5,4 GW. Hàng trăm nghìn hộ gia đình mất điện và các nhà máy phải ngừng sản xuất. Sự sụt giảm sản lượng của các nhà máy điện là hệ quả của nguồn cung thiếu hụt và giá than khoáng sản dùng để sản xuất hơn 70% lượng điện trong khu vực tăng cao. Các trang trại điện gió cũng hoạt động kém hơn do sức gió giảm. Theo truyền thông địa phương, điện gió đóng góp khoảng 8,2% sản lượng điện của Liêu Ninh năm 2023 do thiên tai góp lửa cho khủng hoảng thiếu than. Cuộc khủng hoảng năng lượng dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện ở một số nước đã làm nổi rõ những khó khăn trong việc giảm phụ thuộc của nền kinh tế toàn cầu với nhiên liệu hóa thạch trong bối cảnh các lãnh đạo thế giới khôi phục nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu. Phó Thủ tướng Trung Quốc Hành Chính nêu trong tuyên bố chung với Liên minh châu Âu-EU vừa qua rằng nước này sẽ quản lý chặt chẽ các dự án điện than và hạn chế nghiêm ngặt sự gia tăng tiêu thụ than đá trong kế hoạch 5 năm lần thứ 14, từ năm 2021 đến năm 2025. Các nhà phân tích của INC lưu ý rằng Trung Quốc đang đưa ra các biện pháp để làm dịu thị trường than quốc nội thông qua việc thúc đẩy các mỏ địa phương tăng sản lượng. Tỉnh Sơn Tây và khu tự trị Nội Mông, hai vùng sản xuất than lớn nhất Trung Quốc đã yêu cầu hơn 200 mỏ ở địa phương mở rộng năng suất và ưu tiên cung cấp than cho các nhà máy điện ở vùng Đông Bắc, bao gồm Liêu Ninh. Tuy nhiên, khoảng 60 mỏ than ở tỉnh Sơn Tây đã phải đóng cửa, một số tuyến đường sắt bị gián đoạn do mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng. Chính quyền Sơn Tây không tiết lộ số mỏ than này chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong sản lượng than. Trong khi đó, giá than cao tiếp tục gây áp lực cho các công ty. Các nhà phân tích của City cho biết hơn 70% nhà máy nhiệt điện than của Trung Quốc đang thua lỗ vì chi phí tăng cao. Một báo cáo của Fox News cho biết cắt giảm điện ở Trung Quốc sẽ làm gia tăng căng thẳng kinh tế và thêm gánh nặng tăng trưởng GDP của năm 2022. Những rủi ro với dự báo GDP có thể lớn hơn khi gián đoạn với chuỗi cung ứng và sản xuất tiếp diễn. Ủy ban Phát triển Cải cách Nhà nước, cơ quan hoạch định của Trung Quốc cho biết đã thúc giục các công ty năng lượng tăng cường dự trữ than. Bắc Kinh sẽ đưa ra thông tin mới về thuế đối với nhiệt điện than trong những ngày tới. Hồi tuần trước, Trung Quốc nói sẽ cho phép giá nhiệt điện than dao động từ 20% so với mức sàn, thay vì từ 10-15% như trước đó. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!